Theo thông báo ngày 31 tháng 10 của chính quyền bang Minas Gerais, thành phố Virginia, Brazil, cảnh sát đã tiêu diệt 25 tên trong hai vụ đấu súng riêng biệt xảy ra ở bang này. Trong vụ đụng độ đầu tiên, cảnh sát tiêu diệt 18 tên và thu giữ nhiều vũ khí cỡ lớn, áo chống đạn và thuốc nổ. 7 tên nữa bị tình nghi cùng nhóm cướp bị bắn chết trong vụ đấu súng thứ hai. Nhóm cướp này được cho là đã dàn dựng và thực hiện các phi vụ cướp nhà băng táo tợn trong khu vực. Để vây bắt được chúng, chính quyền Minas Gerais phải nhờ sự hỗ trợ và phối hợp chốt chặn của cảnh sát liên bang. Nguồn tin của hãng thông tấn AFP cho biết, băng cướp đã tụ tập tại hai trang trại gần Virginia để chuẩn bị cướp một số ngân hàng và ATM tại địa phương. Khoảng 50 sĩ quan cảnh sát Minas Gerais đã được huy động và phối hợp với quân cảnh Brazil đột kích hai trang trại nêu trên. Bà Leila Brunella, người phát ngôn cảnh sát Minas Gerais cho biết, lực lượng tình báo đã truy lùng và mất nhiều thời gian, công sức lần theo manh mối của băng cướp. Do được trang bị hỏa lực mạnh, nhóm cướp không ngần ngại đáp trả cảnh sát khi bị phát hiện. Brazil, đất nước Nam Mỹ, đang chứng kiến sự gia tăng số vụ cướp ngân hàng trong thời gian gần đây. Bọn cướp thường nhắm đến các thành phố nhỏ hoặc vừa và lên kế hoạch tẩu thoát chi tiết.